chúng ta chuyển sang mục thứ ba, ký hiệu mô dối loạn 1.3.3. Ký hiệu các loại mô dối loạn. Ký hiệu các loại mô dối loạn này thì dựa trên cơ sở của phân loại mô dối loạn để các bạn có ký hiệu tương ứng. Với cách phân loại thứ nhất đó là dựa trên cái câu tạo hóa học, thành phần hóa học. Các bạn có mô chất lạnh vô cơ và mô chất lạnh hữu cơ, hay còn gọi là mô chất lạnh Krell, thì phụ thuộc vào cái thành phần hóa học này để các bạn cũng có ký hiệu tương ứng với từng loại mô chất lạnh. Ký hiệu thứ nhất là ứng với mô chất lạnh Krell, hay còn gọi là mô chất lạnh hữu cơ, thì thường được ký hiệu như sau: RXYZ. Trong đó R là refrigerant, có nghĩa là mô chất lạnh. R là ký hiệu chung cho mô chất lạnh. X là số lượng nguyên tử carbon từ đi 1. Nói cách khác là N carbon, số lượng nguyên tử carbon ký hiệu là N carbon. NC trừ đi 1 thì chính là bằng X. Tức là NC nói cách khác là số lượng nguyên tử carbon ở trong mô chất lạnh chính là bằng X cộng 1. Y là số lượng nguyên tử hiđro cộng 1, tức là N hiđro cộng 1 thì bằng Y, hay nói cách khác là N hiđro bằng Y trừ đi 1. Thế còn Z là số lượng nguyên tử clo. Tuy nhiên thì trong cấu tạo hóa học của từng loại mô chất lạnh này, sau khi các bạn đặt số lượng nguyên tử hiđro clo vào rồi, mà nếu như vẫn còn dư hóa trị của carbon thì các bạn đặt vào đó chính là số lượng nguyên tử clo. Cho nên nói một cách khác thì clo, số lượng nguyên tử clo được xác định là nhờ số hóa trị còn lại của nguyên tử carbon. Số lượng nguyên tử clo sẽ được xác định nhờ số hóa trị còn lại của nguyên tử carbon. Lấy ví dụ như R113 thì có nghĩa là X bằng mấy ạ? X bằng 1, Y bằng 1 và Z bằng 3. Mà X bằng 1, X là gì? X là số lượng nguyên tử carbon trừ đi 1. Nói cách khác, NC trừ 1 sẽ bằng 1. NC trừ 1 sẽ bằng X bằng 1. Thì đây suy ra được số lượng nguyên tử carbon chính là bằng 1 cộng 1 bằng 2. Y bằng 1, mà Y là gì ạ? Y là số lượng nguyên tử hiđro cộng 1. Tức là N hiđro cộng 1 là bằng Y bằng 1. Nói cách khác là N hiđro chính là bằng 1 trừ đi 1 là bằng 0. Z là số lượng nguyên tử clo, cho nên Z bằng 3 thì tương ứng là số lượng nguyên tử clo bằng 3. Từ đây các bạn đặt lên cấu trúc hóa học để các bạn xác định xem còn số lượng nguyên tử clo hay không. Các bạn có hai nguyên tử carbon. Carbon có giá trị là 4. Như vậy có 3 nguyên tử clo, các bạn đặt 3 nguyên tử clo vào. Như vậy còn dư mấy giá trị đây ạ? 1 2 3 giá trị của carbon, các bạn đặt clo vào. Thì như vậy ở đây các bạn sẽ có công thức hóa học của R113 là gì ạ? C2Cl3F3. Các bạn có thể đọc tên của nó là gì? 3 là mấy ạ? 3 là tri, nên sẽ là triclo, triflo. Triclo, triflo eta. Các mô chất hữu cơ hay còn gọi là mô chất Krell thì có một số các
chú ý khi các bạn ký hiệu cô chất như sau. Thứ nhất là trong trường hợp mà x bằng 0 thì khi đó các bạn sẽ chỉ còn lại là RIZ. Ví dụ như là R11 thì các bạn hiểu là gì ạ? X bằng 0, Y bằng 1, Z bằng 1. R12 thì X bằng 0, Y bằng 1 và Z bằng 2. Tương tự như vậy cho R14. Vì thứ hai là các chất đồng phân thì sẽ có thêm chữ A, B. Ví dụ như các bạn có R134, R134A. Tức là hai cái này có gì khác nhau đây ạ? Hai cái chất này là sẽ chỉ khác nhau về cấu trúc hóa học khi các bạn vẽ cấu trúc ra thôi. Công thức hóa học của nó các bạn vẽ cấu trúc ra thì nó sẽ khác nhau. Vì thứ ba là các olefin thì sẽ có thêm số 1 ở trước XYZ. Tức là khi mà các bạn thấy ký hiệu của môi chất lại có 4 chữ số R, sau R là 4 chữ số thì hiểu đây là olefin. Trong đó cái số đầu tiên là số 1, sau đó mới đến XYZ. Ví dụ R1216 thì số 1 đầu tiên thể hiện là olefin, 2 là X bằng 2, Y bằng 1 và Z bằng 6. Các hợp chất của cấu trúc vòng thì có thêm cái chữ C đằng trước. Ví dụ RC318, các bạn sẽ nhìn thấy ngay là X bằng 3, Y bằng 1 và Z bằng 8. X bằng 3 có nghĩa là có mấy nguyên tử carbon đây ạ? Có mấy nguyên tử carbon ạ? Bạn nào biết không? Có 4 hả cô? Có 4 nguyên tử carbon. Thì 4 nguyên tử carbon này sẽ vẽ thành một vòng tròn, một vòng kín, thì đấy người ta gọi là cấu trúc vòng. Quy thứ năm đó là các hỗn hợp đồng trôi, ví dụ R500, R501, R502. Thì bản chất hỗn hợp đồng trôi này là hỗn hợp của nhiều môi chất lại khác nhau. Nếu như ngày xưa người ta có thể sử dụng môi chất R11, R12 rất là nhiều vì hoạt chất nhiệt độ của nó rất cao. Nó làm lạnh rất nhanh, rất sâu. Tuy nhiên nhược điểm của nó là rất độc hại cho môi trường. Chính vì thế mà để hạn chế cái tính độc hại này thì thay vì người ta sử dụng mỗi R12, R11, người ta sẽ sử dụng hỗn hợp gồm nhiều thành phần, trong đó có chứa cả R11, R12, R134, vân vân. Với một tỷ lệ nhất định thì sẽ tạo ra được các hỗn hợp đồng trôi. Cho nên hỗn hợp này các bạn sẽ không xác định được trong công thức cấu tạo của nó gồm những thành phần gì. Nó phải tra bảng để biết được là nó có bao nhiêu phần trăm là R11, bao nhiêu phần trăm là R134, vân vân, ở trong các hỗn hợp đồng trôi đó. Thế yêu cầu các bạn hãy luyện tập để xác định công thức hóa học và đọc tên của một số các môi chất lạnh. Ví dụ môi chất lạnh R11. Xem cấu trúc hóa học của môi chất lạnh này là gì ạ? Công thức hóa học của nó là gì ạ? R3H2. R11 như trên. Công thức hóa học của nó là CCl3F và các bạn có thể đọc tên nó là trichloromonochlormethan. Tương tự như vậy các bạn có thể xác định giúp cô xem là công thức hóa học của R115 là gì. R115
Bạn Nguyễn Thành Lân có không ạ? Bạn Nguyễn có Thành Lân vẫn đang học. Có. Trả lời cho cô xem là công thức hóa học của R115 là gì? Xác định được chưa? Mà bạn Đào Sĩ Nguyên xem nào. Chưa. Đào Sĩ Nguyên có học không? Đào Sĩ Nguyên có đang học không? Có. Có trả lời cho cô xem là R115 là gì? Không trả lời được à? Em không bộ. Mà bạn Trần Vinh Quang xem nào, bạn Trần Vinh Quang có đang học không ạ? Có. Trần Vinh Quang trả lời cho cô xem là R115 là gì? Không xác định được à? Bạn Chu Tuấn Thiên xem nào. Dạ. Được cô là C2 CLM5 ạ. Cái gì nhỉ? C2. C2 gì nữa? C2CL. C2CL. F5. F5. Thế đã đủ giá trị của carbon chưa? Thế đã đủ chưa? Thử vẽ ra xem nó có đủ không? Vâng. R115 có nghĩa là x bằng 1, y bằng 1 và z bằng 5. X bằng 1 thì có nghĩa là các bạn có mấy nguyên tử carbon đây ạ? NC trừ 1 bằng 1, suy ra NC bằng 2, đúng không ạ? Có 2 nguyên tử carbon. Y bằng 1 có nghĩa là số lượng nguyên tử hydro bằng 0. Bởi vì gì đấy ạ? Không. N hydro cộng 1 bằng y có nghĩa là bằng 1. Thì suy ra số lượng nguyên tử hydro bằng 0. F là bằng số lượng nguyên 5. Tử clo bằng z bằng 5. Như vậy là các bạn có 2 nguyên tử carbon, 5 nguyên tử clo, đúng chưa? Số hóa trị dư còn lại sẽ thuộc về clo. Như vậy các bạn sẽ thấy là còn dư lại 1 clo. Chưa nhỉ? Chúng ta vẽ ra thì các bạn sẽ thấy còn dư lại 1 clo, bạn sẽ đặt clo vào. Chính xác chưa? Bởi vì giữa hai nguyên tử carbon là đã nối với nhau bằng một hóa trị rồi, đúng không ạ? Hóa trị chung rồi thì còn lại một hóa trị dư cho nguyên tử clo. Như vậy bạn có monoclo, 5 là pentan, pentaclo, dòng C2 là dòng etan. Như vậy tên gọi của nó là monoclo, pentaclo, etan. Như vậy bạn Chu Tuấn Thiên là làm đúng rồi, còn dư một clo. Ví dụ cho một mạch vòng, như nãy tôi đã nói các bạn là RC là ký hiệu cho môi chất lạnh mà có cấu trúc là vòng. 318 có nghĩa là x bằng 3, y bằng 1 và z bằng 8. Các bạn thử xác định cho cô cấu trúc hóa học và công thức hóa học của môi chất lạnh này là gì. Bạn
Bạn Long Thanh Tùng có học không ạ? Bạn Long Thanh Tùng có bạn quyết định cho cô công thức hóa học của RC318. Công thức hóa học của nó sẽ là gì ạ? Là C4Clo2H8. C4 gì? Clo2H8 à? Lưu ý là C4 nối với nhau theo cấu trúc vòng. Cấu trúc vòng thì nó đã mất mấy hóa trị vào cái vòng đấy rồi đấy. C4F8 rồi. C4F8 chính xác. Đọc tên là gì? Theo em sẽ đọc tên là gì? Này em cũng không đọc được. Không thể đọc được. X bằng 3 có nghĩa là N carbon bằng 4, đúng không ạ? Y bằng 1 có nghĩa là N hydro bằng 0. Z bằng 8 có nghĩa là N clo bằng 8. Và RC nghĩa là cấu trúc vòng, cho nên 4 nguyên tử carbon sẽ được nối với nhau theo mạch vòng. Tám nguyên tử clo, như vậy là đủ số lượng hóa trị cho carbon luôn, cho nên không còn hóa trị dư. Nên công thức hóa học của môn chất lạnh này chỉ là C4F8. Bạn sẽ đọc tên là gì ạ? 4 là dòng butan, carbon 4 là tương ứng với dòng can, F8. Octaflo cyclo butan. Cyclo là tương ứng cho mạch vòng, ký hiệu à, tên gọi cho mạch vòng. Thế còn octa là tương ứng do F8, đúng không ạ? 8 là octa. Clo F8. Cyclo là tương ứng cho mạch vòng của dòng C4 là dòng butan. Như vậy tên gọi của nó là octaflo cyclo butan. Đó là cách ký hiệu môi chất lạnh freon, hay còn gọi là môi chất lạnh hữu cơ. Như vậy với các cái công thức hóa học thì từ công thức hóa học các bạn có thể xác định ra được ký hiệu của môi chất lạnh. Ngược lại, từ ký hiệu của môi chất lạnh các bạn cũng có thể xác định ra công thức hóa học của cái môi chất lạnh đó là gì. Bạn nghỉ giải lao 5 phút nào.